Xin chào, tôi là Như Lê hay còn gọi là Hana. Tôi đã tốt nghiệp khoa biểu diễn của trường Hí kịch Trung ương Bắc Kinh. Trong quá trình học tập thì tôi đã từng tham gia làm diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình, đạo diễn và viết kịch bản cho phim ngắn. Một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình tôi và khi đó tôi cảm thấy mọi thứ rất là tuyệt vọng và trống trải. Thì tình yêu piano lại trỗi dậy trong tôi và giúp tôi tìm đến piano. Và đó là một sự trải nghiệm tuyệt vời. Âm nhạc đã giúp tôi cân bằng lại được cuộc sống. Một dịp tình cờ lọc vào showroom Steinway & Son Việt Hương, tôi như choáng ngợp trước những chiếc đàn Steinway. Và điều mà tôi thích nhất là model K132 với dáng bên ngoài là upright nhưng thực tế bên trong là grand thu nhỏ, mang đến âm thanh riêng biệt. Phím đàn được làm bằng gỗ spruce, mang độ nhẹ và độ nhảy nhanh hơn. Đối với tôi mà nói thì đây là một chiếc đàn thực sự rất là đặc biệt. Âm thanh không những tinh tế mà còn giúp cho tôi thỏa mãn được những cảm xúc của mình khi tôi chơi những bản nhạc. Đối với tôi mà nói, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và là một người bạn rất thân thiết. Âm nhạc giúp tôi tìm được chính mình và hiểu được mình nhiều hơn.